Xin mình chào toàn thể tất cả các anh chị em quay trở lại với News 7D. Thì ngày hôm nay các bạn, mình làm cái tay của cô khách này là mình làm tay manicure gel. Thì thông thường thì làm gel thì có rất là nhiều khách các bạn, họ khi mà cái gel họ bỏ lên móng tay của họ nó không có dính, mà họ không thích làm bột. Thành thử ra là khi mà làm gel mình sơn gel bình thường là nó bị hay bị chip, với lại nó không có dính lao cho cái tay của khách. Thành thử ra là nếu mà các bạn cũng gặp những trường hợp mà khách như thế này á, thì các bạn có thể làm theo cái cách của mình đang làm đây. Thì ngày hôm nay mình làm cái bộ tay gel này các bạn. Thì đầu tiên mình cũng cắt da bình thường, cắt da các bạn, cắt da làm sạch da, làm manicure, làm mọi thứ như thông thường thôi chứ không có gì khác cả. Nhưng mà đến nha chút xíu nữa, khi mà khâu mà sơn nước sơn gel các bạn, thì mình trước khi sơn là mình sẽ đếp cho khách một cái lớp bột để cho là cái tay của họ nó cứng này, nó chắc này. Thì cái gel nó dính rất là lâu và nó bày, nó không có bị chip, bị rớt ra. Thì ở đây thì mình biết cái này là mình dùng base của gel bình thường nha các bạn. Thì mình cũng sơn base bình thường lên thôi. Như là nếu mà tay của khách dính thì mình sơn base xong mình hơ, mình sơn gel, đúng không? Thì ở đây thì cái tay cô này nó không có dính nhiều, nó hay bị rớt lắm các bạn. Cho nên khi mà sơn cái base này xong á, thì mình nhúng vô luôn trong cái hũ clear, cái bột dip á. Đó, mình nhúng vô sơn như thế này các bạn. Mình có thể là mình nhiều khi là nếu mà tay khách nào họ ái quá thì các bạn có thể nhúng hai lớp, nhưng mà mình thì mình làm cô này thì mình nhúng một lớp thôi. Đó, nhúng xong là mình bỏ vô đèn mình hơ luôn các bạn, hơ luôn là nó dính, nó cứng luôn, nó khô luôn. Tại bên này cũng vậy. Đó, mình cũng bỏ bát lên rồi mình mới mình đếp sơ qua cái bột lìa đó. Thì với cái cách làm này á, là cái tay của khách đó các bạn nó sẽ dính rất là lâu, mà khi mà khách họ về thì không có bị chip, lại không có bị mẻ, nào không bị lột như bình thường. Bình thường thì cái tay của họ nếu mà là treo xong mình bỏ bát xong mình cho nước chân treo lên thì họ không có dính. Thì tay của họ ví dụ như là có nhiều khách họ bị tay dầu các bạn, tay của họ bị tay dầu, rồi có nhiều khách là cái da trên cái móng của họ thì nó không có hít cái treo tốt. Thì mỗi người thì cái cơ địa nó khác nhau, có người thì treo hít rất là tốt, mà có người thì treo không có dính. Mà đôi khi là khách họ thích làm treo các bạn, họ thích làm treo mà không thích làm bột, thì mình phải có cách để mình làm cho nó bền. Ở đây thì khi các bạn hơi đèn xong á, là nó khô luôn rồi nghe. Nếu các bạn thấy mà nó bị cái hột kia thì mình lấy cái buffer sơn một cái, rồi mình sẽ bỏ lại cái base bình thường rồi mình sơn treo lên thôi. Đó, đây là cái lúc này thì ở dưới cái móng của khách á các bạn là nó có một cái lớp bột mỏng rồi, thành thử ra là nó sẽ rất là chắc và nó không có bị là cái màu bị giật á. Thì rất nhiều anh chị em mình sơn gel á hay bị mà các bạn sơn gel lên xong hết rồi các bạn nhìn lại thì cái nước sơn gel tự nhiên nó giật mất một khúc đó. Thành thử ra là đôi khi á, là cái giật này nó có nhiều nguyên nhân lắm, thì các bạn phải kiểm tra thử là cái chai nước sơn gel của mình các bạn rung có đều hay chưa. Tại vì nếu mà không rung đều thì có lớp dầu ở trên thì nó cũng bị giật. Còn một cái vấn đề nữa là các bạn khi mà các bạn sơn nước sơn gel lên sao các bạn nó giật đi một khúc á, thì các bạn hãy nhìn kỹ lại đi. Nếu mà không phải là lỗi do nước sơn thì bạn nhìn kỹ lại cái base của mình á, cái base mà các bạn sơn lên móng tay của khách á, nó bị giật mất rồi. Tại vì cái base các bạn sơn lên cái nhiều cái móng tay của khách đó, các bạn làm các bạn đánh buffer nó không có kỹ ở hai bên hông, thành ra là khi các bạn bỏ cái base lên nhá thì cái hai bên hông là nó giật vô rồi, cái base nó trâu vô nó làm mất một cái chỗ đó không có base. Cho nên là khi các bạn bỏ nước sơn lên, nước sơn nó chảy theo cái base, nó giật vô. Đó là khi mà các bạn làm là bạn chú ý chỗ này. Các bạn phải làm cái khâu vệ sinh ở trên cái móng cho sạch là sạch. Thì khi các bạn bỏ cái base lên là cái base bỏ đâu nó nằm đó. Chứ còn không là mình bỏ lên là nó bị hay bị chảy các bạn. Nhiều lúc mà nếu mà các bạn làm mà các bạn thấy cái nước sơn nó bị giật á, bị mắc á, thì các bạn nhìn thử lại đi. Mà nhìn thử là các bạn coi thử phải đúng là cái ngón tay các bạn bỏ cái base lên á, mà cái base nó mắc miếng không? Bác nó chảy mất tiêu mất miếng rồi, nó không có đều nữa. Có bữa nào các bạn làm á, các bạn gặp trường hợp này các bạn nhìn thử đi là các bạn sẽ thấy là mình nói rất là đúng. Đó. Còn đối với là cái tay khách thì các bạn biết rồi. Làm thì thông thường á là khách cái ngón tay mình cái ngón tay cái các bạn hơ đưa vô đèn nó nằm ngang. Tại vì khách họ đưa cái tay vô nó nằm ngang nên cái góc của phía bên kia cái tay cái á, ngón tay bự các bạn là nó rất dễ là không bị khô và cái đèn nó không có chiếu vô chỗ đó kỹ. Thành ra là khi mà nhiều anh chị em mình đó, như cái khách này để cái tay bằng ngón tay cái này rồi phía bên kia là nó đỡ dưới cái đèn rồi, nó không khô. Khi nó đưa vô trong đèn như vậy là nó không khô.
Đó, như đây là các bạn làm treo là phải chú ý, gặp những trường hợp này các bạn phải chú ý là mình biết là do cái đèn, mình để cái tay khách là kê một chút nó ok thôi. Rồi các bạn thấy không, sau khi sơn sơn hết sơn đó, rồi mình bỏ túp khúc bình thường. Cái này là coi như là làm manicure treo bình thường các bạn, tại vì mình có làm cái này là mình không có lấy tiền thêm khách nha, mình lấy vẫn y giá tiền là manicure treo thôi, mình lấy y giá tiền mà. Tại vì là mình làm theo cái này là mình làm thêm cho con khách các bạn, tại vì mình không muốn khách nó bỏ tiền đó làm cái treo mà nó không có dính lâu nó. Thành ra là mình nhúng sơ, tại vì mình biết cái tay nó là cái tay dầu, cái tay nó khó dính, cho nên mình bỏ cái chút công sức ra các bạn, mình nhúng sơ qua một lớp vậy á, cho cái treo của mình nó dính lâu hơn. Thì khi đó thì khách họ thích cái tiền của mình, họ thích cái tiền của mình thì họ đương nhiên họ sẽ tới và họ dẫn bạn bè tới trong cái thời gian sau nữa. Chứ còn mà mình bỏ cái này đây mình không có tính tiền, mình không có lấy tiền nữa là làm gì các bạn, nên là mình làm cho khách thôi, tại vì cái tay của họ là không có dính mà. Đó, tức là khi mà các bạn làm những tay khách mà cái tay của họ mà nó có móng nó bị tráng, bị gồ ghề không đều á, mà nếu mà làm cái cách này thì các bạn phải lấy tiền thêm, tại vì cách đó cách này mà làm cho những móng tay mà gồ ghề thì các bạn phải làm như bột rồi, các bạn phải làm như đít rồi, bạn phải đắp, các bạn phải đít chỗ lỗ trước rồi bạn mới đít ở chỗ bàn sau, rồi bạn phải duỗi xuống rồi nó mới đều lại được. Nó còn làm như mình đi thì không cần, mình thì tay này khách thẳng rồi. Đó, cuối cùng là mình bỏ dầu các bạn, bỏ dầu rồi massage như bình thường thôi là xong cái bộ tay treo ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc các bạn luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha.